cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin thế giới với những tin sau đây. Cảnh sát Cộng hòa Séc thắt chặt việc kiểm soát biên giới Slovak. Phần Lan cân nhắc việc cấm du khách Nga nhập cảnh. Nghi can diệt chủng Wanda tẩy chay phiên tòa. Con trai ngoài giá thú của vua Charles đệ tam đòi xét nghiệm DNA. Phần Lan đóng cửa biên giới với du khách Nga. Nhiều người Ukraine chạy trốn khỏi các khu vực Nga đang muốn sáp nhập. Sau đây mời quý vị đến với phần tin quốc tế. Ở bản tin đầu tiên, cảnh sát Cộng hòa Czech đã thắt chặt việc kiểm soát biên giới Slovak. Chính phủ Cộng hòa Czech vào hôm thứ Hai cho hay sẽ tạm thời khôi phục các biện pháp kiểm soát chặt chẽ biên giới Slovakia bắt đầu từ ngày thứ Năm để đối phó với dòng di dân bất hợp pháp tăng vọt. Bộ trưởng Nội vụ Vít Rakusen đã tuyên bố tại cuộc họp báo rằng di dân Syria đã tăng 1.200% trong năm nay và đã bắt 11.000 di dân nhập cảnh Cộng hòa Czech bất hợp pháp từ đầu năm 2022 cho đến nay, sự kiện chưa từng có trước đây. Ông Rakusen cũng nói ra thêm rằng di dân sử dụng lãnh thổ của Cộng hòa Czech như một địa điểm trung chuyển và phần lớn họ nhắm đến là nước Đức. Các quốc gia Trung Âu, EU và khu vực Schengen cũng không kiểm soát biên giới, đã cấp quy chế tị nạn cho hơn 400.000 người Ukraine chạy trốn chiến tranh, trong đó khoảng 300.000 người được phép định cư và không bị coi là di dân bất hợp pháp. Phần Lan cân nhắc việc cấm du khách Nga nhập cảnh. Phần Lan vào hôm thứ Năm cho biết đang xem xét việc cấm tất cả các du khách Nga nhập cảnh bằng cách tăng cường việc kiểm soát tình hình giao thông ở biên giới sau lệnh tổng động viên của ông Putin làm cho người Nga hoảng loạn bỏ chạy sang nước này. Các cửa biên giới của Phần Lan vẫn là một trong số ít lối vào Âu Châu được người Nga tìm đến sau khi hàng loạt các quốc gia phương Tây đóng cửa biên giới, không cho phép phi cơ của Nga bay trên vùng không phận để đáp trả cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Vào hôm thứ Năm, Thủ tướng Sanna Marin cho biết nước này sẽ chặn đứng dòng du khách của Nga, kể cả những người quá cảnh. Tại cửa biên giới Valima, thành phố của Phần Lan, cách St. Petersburg của Nga khoảng 3 tiếng đồng hồ lái xe. Xe hơi từ Nga sang đậu kín 3 làn đường vào khoảng 1 giờ chiều ngày thứ Tư. Phần Lan cũng đã thiết lập các chốt kiểm soát ở đoạn ranh giới hàng hải giữa Phần Lan và Nga dài 800 dặm, đường biên giới dài nhất khối Liên Âu. Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan và các quốc gia khối Liên Âu khác có biên giới chung với Nga đã cấm công dân của Nga qua lại vào nửa đêm ngày thứ Hai và nói rằng họ không nên đi du lịch khi mà đất nước của họ đang có chiến tranh với Ukraine. Bộ trưởng các quốc gia Baltic tuyên bố không cung cấp nơi ẩn náu cho người Nga chạy trốn lệnh tổng động viên của Moscow. Nghi can diệt chủng Rwanda đã tẩy chay phiên tòa. Tòa án hình sự The Hague của Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Năm đã mở phiên tòa xét xử thương gia Rwanda vào tội ác diệt chủng, người đã bị bắt cách đây 2 năm sau nhiều thập niên trốn chạy, bất chấp quyết định của bị cáo tẩy chay phiên tòa. Felician Kabuga, thương gia kinh doanh cà phê và là giám đốc đài phát thanh, một trong những nghi can cuối cùng bị tòa án hình sự của Liên Hiệp Quốc truy tố vì phạm tội ác diệt chủng vào năm 1994, đã cùng với nhóm cực đoan người Hutu cầm quyền sát hại hơn 800.000 người sắc tộc thiểu số Tutsi và người Hutu ôn hòa trong vòng 100 ngày. Kabuga năm nay khoảng 80 tuổi, bị bắt hồi tháng 5 năm 2020 tại Paris và bị dẫn độ đến The Hague, nhưng không nhận tội. Các công tố viên buộc tội ông trùm cà phê và trà phạm 3 tội diệt chủng và 2 tội chống lại loài người, đã quảng bá lòng căm thù chủng tộc thông qua đài truyền hình Radio Television Blibis Mike Collins do ông làm chủ. Ông này cũng bị cáo giác tội cung cấp và huấn luyện dân quân người Hutu cách sử dụng vũ khí. Các công tố viên cho biết, ông Kabuga còn bị cáo buộc tội cưỡng hiếp và tấn công tình dục, cũng như giết người. Người con trai ngoài giá thú của vua Charles đệ tam đòi xét nghiệm DNA. Thưa quý vị, ông Simon Charles Dorande, 56 tuổi, vừa lên tiếng tự nhận là con trai ngoài giá thú của vua Charles đệ tam của nước Anh và cho biết ông là giọt máu rơi của vua Charles lúc đó 17 tuổi và bà Camilla 18 tuổi vào năm 1965 từ rất lâu khi mà họ chưa bắt đầu cuộc tình. Theo News Australia, Dorande, hiện là cư dân Queensland của Úc, tuyên bố sẽ buộc tân vương của nước Anh phải tiến hành cuộc xét nghiệm DNA để chứng minh rằng
ông là người thừa kế ngai vàng hợp pháp vì ông được sinh ra trước hoàng tử William. Tuy nhiên, cho đến nay thì nỗ lực liên lạc với hoàng tử Anh quốc của người đàn ông này trở nên vô ích và ông chưa bao giờ được nhận lại được sự phản hồi. Người đàn ông cho biết đã được một người phụ nữ nhận làm con nuôi khi mới 8 tháng tuổi và bà mẹ nuôi đã thú nhận trước khi bà chết rằng ông là con rơi của vua Charles và nữ hoàng Camilla. Quốc vương và bà Camilla không gặp nhau cho đến năm 1970 và cuộc tình của họ được cho là không hề bắt đầu cho đến năm 1986. Vua Charles và bà Camilla cuối cùng đã kết hôn vào năm 2005, khoảng 10 năm sau khi bà ly hôn với ông Andrew Parker Bowles, thưa quý vị. Phần Lan đã đóng cửa biên giới với du khách Nga. Hãng tin Reuters cho biết là Phần Lan đã từ chối cho du khách Nga nhập cảnh sau khi hàng nghìn người từ Nga đã tìm cách rời khỏi đất nước. Theo đó, thì quốc gia này sẽ không cho phép khách du lịch Nga nhập cảnh kể từ nửa đêm. Với tuyên bố đưa ra vào ngày 29 tháng 9, Phần Lan đã đóng cửa tuyến đường bộ trực tiếp cuối cùng từ Nga vào Liên minh Âu Châu. Chính phủ Phần Lan cho hay rằng động thái này sẽ dẫn đến sự sụt giảm đáng kể lượng người nước ngoài nhập cảnh. Thống kê của Phần Lan chỉ ra rằng gần 17.000 người Nga đã nhập cảnh trong cuối tuần qua. Theo Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto, thì quyết định trên được đưa ra sau những cuộc đàm phán với Ukraine và các nước láng giềng. Ông Haavisto còn cho biết là việc nhập cảnh với mục đích thăm gia đình hoặc phục vụ công việc và học tập vẫn được cho phép. Ba Lan, Estonia, Latvia và Litva đã áp đặt các hạn chế tương tự kể từ ngày 19 tháng 9. Vào thời điểm đó thì Estonia đã bày tỏ sự thất vọng khi mà Phần Lan không áp đặt lệnh cấm. Estonia nhận định rằng khách du lịch Nga gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia. Trong khi đó thì lãnh đạo Ukraine nói rằng người Nga nên ở nhà và tìm cách ngăn chặn cuộc xung đột. Liên minh Âu Châu đã cấm tất cả các chuyến bay từ Nga, chỉ cho phép các tuyến đường sắt và đường bộ. Và vào tháng 9 vừa qua thì Liên minh Âu Châu đã đồng ý hạn chế cấp thị thực Schengen cho công dân Nga. Cảnh báo trên được Đại sứ quán Mỹ đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước đã ra lệnh gọi nhập ngũ khoảng 300.000 quân dự bị, biệt phái sang chiến trường Ukraine chiến đấu trong cuộc chiến đã kéo dài 7 tháng qua. Tin tức tuần qua cho thấy là nhiều người đàn ông Nga đã vượt biên sau khi Tổng thống Putin kêu gọi huy động quân đội một phần. Thưa quý vị, nhiều người Ukraine đã chạy trốn khỏi các khu vực của Nga đang muốn sáp nhập. Khi mà Nga chuẩn bị sáp nhập một vùng lãnh thổ lớn của Ukraine sau khi tổ chức cuộc trưng cầu dân ý ở 4 tỉnh, thì hàng trăm người Ukraine đã tìm cách chạy qua trạm kiểm soát cuối cùng của Nga trong khu vực. Nhiều người cho biết họ đã rời đi trong khi vẫn có thể. Lyubomir Boyko, 43 tuổi, đến từ Golopristan, một ngôi làng ở tỉnh Kherson do Nga chiếm đóng, cho biết trong khi chờ đợi vào hôm thứ Tư bên ngoài văn phòng viện trợ của Liên Hiệp Quốc cùng gia đình tại một buổi tiếp nhận người tị nạn, ông nói, thật là nực cười, chẳng ai bầu cả, thế mà kết quả lại là như vậy. Ông Boyko còn nói rằng, rất nhiều người đang bỏ lại tất cả, có những nơi hoàn toàn bỏ hoang, mọi người đều muốn ở Ukraine, và đây là lý do tại sao mọi người rời đi. Ở đó là một nơi vô luật pháp, toàn bộ các ngôi làng đang rời đi. Những người chạy trốn khỏi lãnh thổ do Nga nắm giữ nói rằng cái gọi là cuộc trưng cầu dân ý đã được thực hiện bởi những người cầm súng buộc mọi người phải bỏ phiếu trên đường phố. Họ có thể thông báo bất cứ điều gì họ muốn. Không ai bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý này ngoại trừ một vài người đã đổi phe. Họ đi từ nhà này sang nhà khác nhưng không ai ra ngoài. Anh Boyko nói, 70% người dân bỏ đi vì cuộc trưng cầu dân ý. Không có điện, không có khí đốt, không có việc làm và đột nhiên bạn nhận được một cuộc trưng cầu. Một công nhân đến từ Berislav, một tỉnh Kherson đã cho biết, nó hoàn toàn vô nghĩa, tôi không biết một người nào trong số những người tôi biết đã đi bỏ phiếu. Nga cho biết việc bỏ phiếu diễn ra tự nguyện và tỷ lệ bỏ phiếu cao. Các quan chức thân Nga đã công bố những gì họ mô tả là kết quả cho thấy sự ủng hộ áp đảo đối với việc sáp nhập. Kiev và các nước phương Tây đã gọi cuộc trưng cầu là hoàn toàn giả mạo nhằm biện minh cho việc sáp nhập lãnh thổ bằng vũ lực. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến thế giới. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, chị em chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý vị phần tin Á Châu. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.